Chúng ta cùng tìm hiểu về bảng đồng hồ trên xe ô tô. Bảng đồng hồ trên xe ô tô thường được thiết kế ngay trước mặt của chúng ta luôn. Anh chị thấy là bảng đồng hồ phía bên trái cùng này, đó chính là vòng tua máy. Hiện tại, ví dụ như xe chúng ta chưa di chuyển thì vòng tua máy đang ở khoảng tầm 800 cho đến 900 hoặc 1.000 vòng. Khi mà máy lạnh hoạt động thì vòng tua máy chúng ta lên khoảng 1.000. Còn khi mà máy lạnh ngưng hoạt động thì vòng tua máy nó xuống khoảng 800. Anh chị thấy là nãy giờ lên từ 800 lên 1.000, đúng không ạ? Xong rồi sau đó là từ 1.000 lại xuống 800, là lý do như vậy, máy lạnh hoạt động hoặc không hoạt động. Đó, thì thường anh chị mình đi thi, vòng tua máy chúng ta không được quá số 4, có là không được quá 4.000 vòng, anh chị nhá. Đó là khi mà anh chị mình đi thi, anh chị mình lưu ý thêm một tí xíu về cái đồng hồ vòng tua máy này dùng em. Rồi, đồng hồ ở giữa là gì? Đồng hồ ở giữa chính là tốc độ. Tốc độ nó rất là quan trọng. Khi chúng ta đi ra đường, anh chị mình có vi phạm tốc độ hay không, có bị quá tốc độ hay không là nhờ cái đồng hồ tốc độ này. Chúng ta quan sát vào, nếu như mà đồng hồ tốc độ nó báo thấp hơn cái tốc độ tối đa cho phép trên đường thì anh chị mình yên tâm đi, không có vi phạm, đúng không ạ? Thì anh chị thấy ở đây là không này, gạch ở giữa là 10 cho đến 20, cho đến 30 đến 40. Đó, chúng ta sẽ để ý cái này. Khi đi thi anh chị mình cũng phải lưu ý về vấn đề tốc độ. Có rất là nhiều anh chị chạy rất là nhanh, cho nên em thấy cũng có trường hợp quá tốc độ. Trên bảng đồng hồ tốc độ anh chị mình cũng thấy xuất hiện một số vấn đề nữa. Ở đây anh chị thấy là nó nhảy thời gian này. Bây giờ hiện tại là 1 giờ 36 phút, đúng không ạ? Nhiệt độ phía bên ngoài của chúng ta là khoảng 37 độ. Và anh chị sẽ thấy ở đây có ký hiệu P, có nghĩa là cần số của chúng ta đang ở vị trí P. Đó, anh chị thấy em đang để ở P, đúng không ạ? Cho nên là máy sẽ, đồng hồ nó sẽ hiển thị vị trí P ở trên đồng hồ cho anh chị mình. Trong trường hợp ví dụ anh chị mình mà di chuyển cái cần số của chúng ta sang những vị trí khác thì đồng hồ nó cũng xuất hiện cái vị trí đấy cho chúng ta, ví dụ như là D, R, N, vân vân và vân vân. Rồi, tiếp theo anh chị thấy ở đây là odo. Thì nhiều anh chị mình đi mua xe hay quan tâm đến vấn đề này. Ví dụ như là chiếc xe này mới chạy được chỉ có 8.606 km thôi. Đó, cho nên anh chị mình mua xe, anh chị hay bảo là chiếc xe đấy chạy được bao nhiêu rồi, thì chúng ta sẽ nhìn vào đây để chúng ta căn cứ anh chị nhá. Rồi, còn đồng hồ bên phải cùng em là gì? Đó là đồng hồ báo xăng. Hiện tại anh chị thấy E là chúng ta đã sắp hết xăng, đúng không ạ? Còn F là chúng ta đổ đang đầy bình. Đi xe mà cứ thấy F là sướng ơi là sướng luôn, đúng không? Còn anh chị thấy ký hiệu của bình xăng ở giữa. Ký hiệu bình xăng này có một điều giúp cho anh chị mình rất là dễ nhận biết là bình xăng phía bên trái hay bên phải xe. Ví dụ anh chị thấy đó là bình xăng, sau đó cái mũi tên nó nằm ở phía bên trái của bình xăng, đúng không ạ? Của trụ bơm nhiên liệu, thì có nghĩa là cái bình nhiên liệu của chúng ta đối với mẫu xe này nó sẽ nằm phía bên trái của chiếc xe này. Đó, đó là cái cách nhận biết xem là mẫu xe đấy thiết kế bình nhiên liệu phía bên trái hay bên phải của xe. Ở đây anh chị thấy là ba cái bảng đồng hồ trên tablo như vậy, thì anh chị mình sẽ nhìn vào đấy và anh chị sẽ biết được một số thông tin ở trên xe của chúng ta. Rồi, đó chính là bảng đồng hồ trên xe ô tô.